Dạ vâng, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền, có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại là 0936 525 998. Thì cái số điện thoại này em có đăng ký Zalo các bác nhé. Thì hôm nay em lại có một mẫu xe Rat. Con này thì nó là thương hiệu của Bỉ các bác nhé. Z-Delay, một thương hiệu của Bỉ. Thì về cấu hình xe thì con này nó có khung sườn càng trước càng sau. Cọc yên và cặp bánh là carbon các bác nhé. Size thì đứng là 49, ngang là 51. Thì cái con xe này nó sẽ phù hợp với các bác cao từ 1m68 đến khoảng 1m72, 73. Thì con xe này là rất là đẹp. Về cấu hình xe thì xe đang chạy full bộ group Shimano Ultegra 6800, 2 dĩa và 11 líp các bác nhé. Con này thì nó là thương hiệu của Bỉ, hàng về từ Nhật các bác nhé, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Bỉ. Thì cái thương hiệu này thì được thành lập vào năm 1997 các bác nhé, một thương hiệu của Bỉ. Hàng này thì nói chung là nó chủ yếu là người ta sản xuất và sử xuất sang các thị trường châu Âu và sang thị trường Nhật. Ở Việt Nam mình là cái dòng này là rất là hiếm các bác. Cái thương hiệu này là ở Việt Nam mình là rất hiếm. Thì về cái khung sườn của cái con xe này thì nó mang phong cách thiết kế là như dạng của các cái thương hiệu của Ý các bác. Người ta trang trí rất là cầu kỳ. Nói chung là rất là đẹp các bác. Khung sườn rất đẹp. Sau đây em sẽ đi chi tiết về cái con xe này để cho các bác xem. Tổng thể xe thì còn rất mới các bác nhé, xe còn đẹp lắm. Thiết kế rất là cầu kỳ, thiết kế rất là đẳng cấp, rất đẹp các bạn. Thế con này nó là Z-Delay Noat RS các bác nhé. Đây, Z-Delay này, Noat này, RS các bác nhé, mã của nó là Noat RS, hàng xuất thị trường Nhật. Cái con xe này thì các bác cứ lên Google các bác tra Z-Delay Noat RS là nó sẽ ra cái con xe này. Thì về xe ấy, thì tất cả là một, nói chung là các cái hãng xe bây giờ người ta toàn bộ người ta sản xuất tại Đài Loan và Trung Quốc các bác nhé. Các bác đi mua xe thì cái vấn đề quan trọng nhất là các bác phải tìm hiểu xem con xe đấy nó có phải là hàng chính hãng hay không. Còn thì make in ở đâu thì nó cũng không quan trọng đâu các bác. Cái quan trọng là xe nó còn chính hãng, xe nó có đẹp, nó có chất lượng hay không thôi. Đấy, nó có phù hợp với cái đồng tiền mà mình bỏ ra không. Thì em đang đi chi tiết về cái con xe này để cho các bác xem. Xe thì còn mới lắm, còn rất đẹp các bác ạ. Chạy full group Shimano Ultegra 6800. Shimano Ultegra 6800. Đây các bác xem cái bộ giò rĩa của nó này. Đấy, bộ giò rĩa rất là mới. Răng còn đang đen các bác này. Đấy, cái xe này người ta đi rất ít các bác nhá. Các bác đi mua xe các bác để ý. Răng còn đang vuông đen này. Đấy, những cái con xe này là người ta dùng rất ít. Sang đĩa Ultegra các bác nhé. Giò dĩa Shimano Japan. Cái này là giò 170 các bác nhé. Rất đẹp các bạn. Toàn bộ là dây đi âm sườn này. Đấy, dây đi âm sườn toàn bộ các bác nhé. Đây, đây là các cái thông số của cái hãng. Đấy, thông số của hãng Z-Delay các bác nhé. Rất đẹp các bác. Thì về cái con xe này thì cái càng trước ấy, người ta thiết kế nó rất là hay các bác. Đấy.
Đấy, cái điểm này là nó như kiểu là một cái lưỡi gươm ấy. Này, chỗ này là nó xẻ rãnh này. Đấy, cái này là nó sẽ đấy, khi mà gió nó đập đấy, khi mình chạy gió nó đập vào đây này. Đấy, là nó sẽ là nó không nó nó bị đỡ bị cản gió. Đấy, gió nó sẽ lọt qua cái khe này. Đấy, nó đỡ bị cản gió. Đấy, thiết kế rất là hay. Đấy, lần đầu tiên em gặp cái thiết kế kiểu như này. Cái tay lắc của nó các bạn, tay lắc còn mới lắm, Ultegra các bạn nhé. Chỗ này là nó chỉ là cái vết dơ một chút thôi, đấy, tại em vệ sinh nó chưa kỹ. Cái này là vết băng dính, dây quấn trắng tinh nguyên bản theo xe. Dàn đầu là dàn đầu nhôm 3T các bác nhé, dàn đầu nhôm 3T siêu nhẹ, dây quấn trắng tinh, tay lắc rất mới, Ultegra. Hàm thắng Integra. Đấy, cặp lốp thì nguyên bản luôn. Đấy. Cặp lốp là Victoria. Thông số của lốp. Nói chung là đấy, con xe này nó còn đẹp, rất đẹp các bác. Thiết kế rất là đẹp. Cặp lốp của nó đây. Thông số của nhà sản xuất. Đấy, củ đề Ultegra các bác nhé. Đấy, củ đề còn đang rất mới. Đấy, xích của nó đây các bác này. Đấy, giá bàn. Đấy, đây cái chữ giá bàn này nó hơi nhỏ. Nó hơi nhỏ nên là đây giá bàn đây. Đấy, clip đây các bác nhé. Clip rất mới. Chưa, nói chung là con xe này người ta chạy ít lắm. Xe chạy rất ít. 6.800 luôn. Giá bàn này. Ultegra CS 6.800. Hàm thắng sau Ultegra các bác nhé. Cặp lốp của nó rất là mới. Nói chung là con xe này thì người ta chắc là người ta mới chỉ chạy khoảng mấy trăm cây thôi các bác. Cặp bánh này là cặp bánh carbon Rero các bác nhé. Cặp bánh carbon Rero bạc đạn siêu chớn. Đấy, nan là nan dẹp các bác nhé. Đấy, chân nan là nó chân nan là đi ở trong này, rất là đẹp. Cặp yên carbon các bác này. Cặp yên Girolay. Ở cái yên này nó là yên physics của Ý các bác nhé. Đế là đế carbon. Đấy, còn cái gọng này là gọng titan các bác nhé. Đấy. Vì yên này là yên một loại yên rất là đắt tiền đấy này. Đấy. Nó có dập handle mark in Itella ở dưới các bác nhé. Đấy, ở dưới cái đế này. Đây là mấy cái phụ kiện này là mới. Em gắn vào để khuyến mại cho các bác này. Đấy, đèn này. Rất là nhiều chế độ sáng. Đấy. Cái này là em gắn thêm vào để khuyến mại cho các bác nhé. Đấy, đợt này đấy, em mới tuyển được cái phụ kiện này, đèn nhỉ, đèn sau này, rất nhiều chế độ nháy. Đấy, túi treo cọc yên cũng là mới em gắn vào này. Cái này thì các bác bỏ xăm này, bỏ cái đồ đoàn cái thứ tinh tinh vào trong đây rất là tiện. Em đi xem cái mặt bên này để các bác xem. Bên này thì cũng rất là mới, rất là đẹp các bạn. Cơ bản thì con xe này là đẹp. Xe rất đẹp, xe còn rất là chất lượng các bạn nhé. Đấy, này là bô tăng nhôm 3T các bạn này. Đấy. Cái này thì nó cái này nó cũng là carbon các bạn nhé. Đấy. Chén cổ FSA của Mỹ. Toàn bộ dây đi âm sườn. Đấy. Xe thì được thiết kế và trang trí màu sắc rất là bắt mắt, rất là đẹp. Ultegra. Cái bê đan này là em gắn mới các bác nhé, bê đan bạc đạn.
quá đẹp các bạn. Một con xe rất là đẹp, rất là phong cách các bạn. Nào để em giới thiệu qua về cái bánh xe này nữa này. Cái con xe này thì cái cặp bánh này là cặp bánh Zero. Cái đùm trước này là bọc carbon các bác nhé, bọc carbon chạy bạc đạn ceramic siêu chớn, rất là chớn các bạn. Đấy. Nói chung là các bác quay nhẹ cái là nó đã là nó cứ quay thôi, rất là chớn này. Đấy. Rất chớn. Đấy là em mới chạm nhẹ cái là nó cứ quay như thế này, rất là chớn, quá đẹp các bạn. Đây, một con xe hàng xuất Nhật các bác nhé. Đấy, cái thương hiệu này thì nó chủ yếu là nó người ta sản xuất và xuất sang các thị trường châu Âu, thị trường Nhật. Đấy. Một thương hiệu rất là nổi tiếng của Bỉ. À, vâng, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em số điện thoại là 0936 525 998. Thì địa chỉ của em là xóm 7, xã Khánh Ngạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cảm ơn các bác đã đăng ký và theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.